Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của mình nha. Tiếp tục hôm nay sẽ là một cái mục về target token. Và hôm nay mình sẽ săn cái con hàng Zoboline này, một cái con hàng có cái skill ẩn khá là đặc biệt anh em ạ. Con hàng cao 1m86 và có 7 skill ẩn luôn. Nếu anh em theo dõi mình đã lâu thì chắc chắn sẽ biết con hàng này. Mình đã từng làm review trước đó trong cái mùa FIFA 21, trong cái vị trí LW và cái trong cái sự kiện Bird Season. Và lần này con hàng trở lại trong đầu mùa FIFA 22 nha, có cái over 86 và vị trí là LM. Ôi, vẫn như vậy thôi anh em ạ, vẫn tới cái bắt thứ cuối cùng là bắt thứ 24 thì mình mới có thể nhận được cái con hàng này là một cầu thủ. Rất là khó hiểu luôn, không hiểu như thế nào mà kiểu như đây là một cái cách để có thể nhận cầu thủ. Chứ mình nghĩ như thế này thì không phải là kiểu mở bắt hên xui nữa anh em ạ. Vì con hàng Superline này mình đã sử dụng tới 3 lần như vậy để có thể mở được những cầu thủ. Cứ đúng cái móc thứ 24 mới ra được cầu thủ bắt cuối cùng anh em ạ. Không biết anh em có giống như mình hay không. Nếu anh em có bị cái tình trạng này thì có thể comment vào bên dưới giúp mình nha, để mình có thể có nhiều cái thông tin hơn. Vì mình cũng thấy khá nhiều người chơi phàn nàn về cái việc mở bắt lần này của FIFA 22. Và mình thấy cái giá trị value của con hàng cũng khá là cao luôn, hơn 5 triệu coin luôn. Cũng hơi bị kiểu hơi ảo một chút anh em ạ. Có rất nhiều vấn đề xảy ra trong cái chợ mùa 22 lần này. Kiểu như con hàng Zoboline này này, kiểu giá rất là cao nhưng mà số lượng người bán thì cả hơn 1.000 người. Thì tất nhiên là số hàng đó sẽ bị động lại trên chợ và không đi bán đi được. Ví dụ như con hàng Reyna đang trên màn hình anh em có thể thấy, khi mình nhận nó thì hơn 3 triệu coin, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì cái giá nó dưới 1 triệu coin thôi. Kiểu cũng như bị một cái ảnh hưởng từ chợ khi số lượng nó ra quá nhiều và kiểu mất kiểm soát anh em. Mà cái giá hiện tại thì mình không có điều chỉnh được, mình chỉ bán được trong 3 cái mức giá nó hiện lên thôi. Rất là khó chịu luôn. Ok, mình sẽ xây cái đội hình theo cái formation là 442 trong cái bài review con hàng Zoboline này nha. Cho những tất cả anh em chưa biết thì nội dung chính của video mình sẽ săn con hàng này xong á thì mình sẽ review nó nè, trong hai trận đá head to head và một trận vé tắt nha. Bây giờ mình xem nhanh qua chỉ số của con hàng này. Có tên là Dominic Zoboszlai, cầu thủ của Hungary này. Có skill boost là Shock Passing. Và cái bộ chỉ số cho con hàng đầu mùa thì khá là tuyệt vời anh em ạ. Cái balance thì hơi thấp một chút, 71 thôi, nhưng mà sức mạnh nó 7x thì cũng khá là ấn tượng rồi. Dứt điểm 83. Và con hàng đặc biệt như mình nói là có 7 skill ẩn anh em ạ. Không có một con cầu thủ nào có cái số skill ẩn đặc biệt như cái con hàng này luôn á. Và con hàng cao 1m86, cái quật red mùa này của nó là medium và low nha, nặng 74 cân. Và cái điều ăn mừng của nó là heo tát, là kiểu giống như là con Gabriel Jesus anh em ạ. Ok, mình sẽ xếp con hàng Krena vào vị trí ST nha, cho nó kiểu như được over cao nhất có thể. Và cái over của mình thì được 95/60 rồi. Ok, bây giờ mình sẽ trở lại cái màn hình chính nè, và sẽ thay đổi cái logo của câu lạc bộ RB Leipzig nha, cũng là cái câu lạc bộ của cầu thủ Dominic Zoboszlai này, đang thi đấu ở Bundesliga này mà. Cái câu lạc bộ này thì như nếu anh em tìm hiểu thì cũng khá là nhiều điều thú vị về câu lạc bộ này luôn. Có cái biệt danh là câu lạc bộ được ghét nhất nước Đức luôn anh em ạ. Dù kiểu mới thành lập đây thôi, đâu đó hơn một thập kỷ thì phải, theo mình biết thì đâu đó hơn một thập kỷ thôi, nhưng mà những cái thành công của câu lạc bộ này mang tới thì khá là nhiều. Có cả Timo Werner cũng từng thi đấu và thành ngôi sao tại cái đội bóng này. Ok, bây giờ mình sẽ trở lại cái chế độ head to head này, và sẽ cùng mọi người trải nghiệm hai trận đá cùng cái con hàng Zoboszlai này nha. Trước khi vào trận đấu thì anh em nhớ dừng lại và đăng ký kênh, nhớ like và share cái video này ủng hộ giúp mình nha. Ok, trận đầu tiên sẽ gặp anh bạn có tên là Korea Zombie. Wow, cái tên khá là đặc biệt luôn, mà kiểu như là đặt cái tên là biết ngay một người chơi đến từ xứ sở Korea này mà. Và để cái logo cũng khá là ngầu đời luôn, không biết là cái này là câu lạc bộ thuộc cái giải đấu nào nữa. Ok, mình sẽ ra sân với câu lạc bộ RB Leipzig. Thì cái bộ đấu khá là ấn tượng trong cái mùa này. Cái bộ sân khách của RB Leipzig cũng khá là đẹp anh em. Mình thấy mình đã có xem qua rồi, kiểu như màu đen và cũng có những cái màu sắc như 7 màu cầu vồng vậy. Khá là ấn tượng. Isaac với một pha phát bóng đầu tiên. Không được rồi, bóng là kiểu như đầu mùa như thế này thì những cái đường truyền của những con hàng thì không được xuất sắc cho lắm đâu anh em ạ. Đây rồi, bàn thắng đến khá là sớm với cái khả năng rê dắt của con hàng Toni Kroos. Toni Kroos thì này thì mình mua với giá 3 triệu coin thôi anh em ạ. Nhưng mà cái khả năng chơi đang rất là tuyệt vời luôn. Nhưng ảnh hưởng một chút là về cái tốc độ thôi, còn lại tất cả các thứ như là tranh chấp và dứt điểm đều rất tuyệt vời.
anh em có thể có coi thì anh em có thể mua và trải nghiệm thử con hàng Tonic Road đó nha. Ok, đây là con Rena. Rena cũng là cao 1m85, còn con hàng Tonic Road thì cao 1m83 này mà. Kiểu như thường xuyên làm review như thế này của mình á, cái việc review của mình và trải nghiệm như thế này thì lần lần á, kiểu mình nhớ tất cả những cầu thủ như thế nào luôn nè, nhớ tới cái thể hình nè, nhớ cái kiểu di chuyển như thế nào á, tất cả những điểm nổi bật á, ôi kiểu như lần lần là thuộc lòng hết. Đây rồi, bóng lại đến trên con hàng Jobotline rồi, nhân vật chính trong cái video lần này. Những pha ngoặt bóng và xử lý kiểu như không gian hẹp mùa này của FIFA 22 thì làm khá là mượt anh em ạ. Tiếp tục lại là một bàn thắng. Con hàng Isaac thì rất rất nhanh luôn anh em ạ. Kiểu nó to nhưng mà kiểu không bao giờ cảm giác nó vụng về cả, nó rê dắt và rất là dẻo luôn. Và dứt điểm không không thể nào tốt hơn được, đầy được. Và dứt điểm con kiểu như con hàng GK cũng khá bất ngờ vì cái cú ra chân của nó. Rena, những cái cầu thủ phía trên của mình đang thi đấu cũng khá là mượt mà rồi. Con Rena và con Isaac là hai con hàng khá là ấn tượng. Bên dưới là bộ đôi CM Goretzka và Toni Kroos. Cánh bên kia là Szoboszlai và cánh bên này mình sẽ dùng con hàng Gareth Bale nha. Đây rồi, tình huống này thì Gareth Bale lùi khá sâu để có thể hỗ trợ phòng ngự cùng con hàng Alexander Arnold. Tiếp tục xem nào. Đây rồi, Alexander Arnold kịp hay không? Không vượt qua được con hàng Timber này mà. Và sau cái video này thì chắc chắn mình cũng sẽ làm về cái con hàng Kai Havertz em ạ. Anh em ạ, một con hàng rất rất là hot và con hàng thuộc câu lạc bộ Chelsea, một câu lạc bộ mình rất là yêu thích luôn. Và sau đó nữa thì chắc là sẽ là Gabriel Jesus và con hàng Lacroix. Những con hàng khá là chất lượng đầu mùa. Mình sẽ cố gắng dành thời gian và làm review tất cả những con hàng đó nha. Anh em nhớ đăng ký kênh và nhớ chờ đợi cùng mình và cùng kiểu thưởng thức những trận đấu FIFA và cùng chờ đón một mùa Tết thật sự vui nha. Uầy, anh bạn đã có bàn rút ngắn tỷ số rồi, cũng chính là con hàng Szoboszlai. Vì bên đối thủ cũng đang sử dụng con hàng Szoboszlai nè. Và con hàng này chỉ vừa xuất hiện trong cái sáng hôm nay thôi, trong cái mục Target Token. Nhưng mà trước đó thì đã được treo bán ngoài chợ rất là nhiều rồi. Cái đó cũng là một điều nghịch lý của mùa 22 lần này nè. Kiểu như con hàng chưa xuất hiện trong bắc nhưng mà đã có thể lưu hành trên chợ rất là lâu rồi. Và giá nó kiểu rất là chênh lệch kiểu như vậy. Không biết AI có những cái kích tính toán khác ở trong tương lai hay không. Chỉ theo cá nhân mình thì đánh giá cái kiểu như thế này thì không phù hợp cho lắm. Kiểu con hàng chưa xuất hiện trong bát, chưa có thể ai mở được nhưng mà đã có thể treo bán ngoài chợ rồi thì nó kiểu hơi phi thực tế một chút. Szoboszlai không được rồi. Đây rồi, vẫn còn bóng vẫn trong chân Szoboszlai. Tuyệt vời, một pha ngoặt bóng vào lỗi đối thủ, phát sót và dứt điểm ấn tượng thật sự luôn anh em ạ. Sau khi nhận bàn rút ngắn tỷ số từ con Szoboszlai đối thủ thì con Szoboszlai của mình cũng đã lên tiếng rồi, với một pha thể hiện kỹ năng đi bóng và xoay sở dứt điểm mượt thật sự luôn, một con hàng đỉnh cao luôn anh em ạ. Thể hình và tất cả các thứ đang hỗ trợ cho con hàng trong cái pha bóng tấn công rất là ấn tượng luôn. Mình cảm giác nó vẫn là đỉnh hơn con hàng Bukayo Saka rất là nhiều luôn anh em ạ. Một pha chọc khe tiếp theo, Rena không được rồi. Pha bóng này thì con hàng Lacroix đã có thể phá bóng rất là an toàn. Diogo Jota. Anh bạn vẫn đang cố gắng tấn công. Ui, bên phía anh bạn vẫn có con hàng Isaac luôn. Lần này thì Isaac. Ui, pha bóng này thì Phil Foden đã xuất hiện đúng vị trí rồi anh em ạ. Pha bóng này thì con hàng GK Donnarumma của mình đã rất là nhanh, có thể băng ra các đường bóng nhưng mà kiểu bị chết thời cơ sau đó của Phil Foden thì không thể nào xử lý kịp nữa. Vì lúc đó khung thành đã là một khối khung thành trống rồi. Phút thứ 67 và tỷ số đang là 3-2, chiến thắng đang nghiêng về phía mình. Nhưng mà trong cái giai đoạn này thì thật sự trận đấu sẽ rất là hay, vì anh bạn sẽ cố gắng để quân bình tỷ số sớm nhất có thể. Còn khá là nhiều thời gian, hơn 20 phút cuối trận. Đây rồi, Isaac khá tuyệt vời, anh bạn đang đá cũng rất là bình tĩnh và cũng rất là ấn tượng anh em ạ. Những pha xử lý qua người rất là nhẹ nhàng và kiểu rất là tinh tế luôn. Isaac tiếp tục đang có bóng, vẫn là đang có hàng Toni Kroos, Szoboszlai. Tuyệt vời thật sự, khả năng dribbling ball control của con hàng Szoboszlai ấn tượng thật sự anh em ạ. Khả năng điều khiển bóng của nó quá mượt mà so với những cái con hàng cùng vị trí đầu mùa, không vượt qua được. Pha bóng này thì khá là non anh ạ. Robertson có thể hóa giải khá là đơn giản. Szoboszlai, ui, Alexander Arnold. Khi mà anh em nhận được con hàng Alexander Arnold phi đó thì chắc chắn rồi, tất cả mọi người đều dùng. Con hàng khá là khỏe và over khá là tuyệt vời. Mình có cả con hàng Trippier nữa mà khi coi nhận được con hàng đó thì chắc chắn con hàng Trippier chỉ là ngồi dự bị thôi anh em ạ. Con hàng Alexander Arnold vẫn được đánh giá cao hơn.
một pha phạm lỗi từ đối thủ rồi. Mình sẽ xoay bóng tìm vị trí có ngay Jubot Line. Mùa này những cầu thủ kiểu như có cái khoảng không gian có thể ngồi kiểu chống tay lên gối nữa nè, kiểu như thấm mệt á, cảm giác thấm mệt á. Wow, những cái pha kiểu những cái tình tiết nhỏ được làm rất là chỉnh chu luôn, nhưng mà có những cái điều cũng kiểu như có những điều vừa ý và cũng có những điều chưa thật sự vừa ý anh em ạ. Ok, trận đấu đầu tiên đã kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về mình, có một bàn thắng của Jubot Line nè, và kiểu như rất là nhiều pha trình diễn của con hàng luôn, cảm giác con hàng chơi rất là tuyệt vời. Và riêng với bàn thắng đó thì thật sự là một siêu phẩm anh em ạ. Độc diện cá nhân luôn và fake shot và dứt điểm rất là gọn gàng. Ok, mình tiếp tục trở lại luôn với cái trận đấu thứ hai nha. Gặp cái bạn tên là Digi Toàn này. Trong cái logo Risto Ballet, không biết phải là một người chơi đến từ Việt Nam của mình hay không. Thì cứ vào trận mình sẽ say hello thôi. À đấy rồi anh em ạ. Cái màu áo của AB Leipzig, cái màu áo màu xanh khách đây. Như mình vừa nói trong cái trận đấu đầu tiên á, bộ đấu này thì khá là tuyệt vời á. Anh bạn với Harry Kane này, Gareth Bale và Rafael Leao. Ok, sau khi mình say 2 thì anh bạn cũng đã say 2 trở lại rồi. Đang thi đấu trong màu áo của haha hi hi anh em ạ. Cái này là một cái design của FIFA mùa trước. Jubot Line đã có cơ hội đi bóng ngay đầu trận đấu, xem nào. Có vượt qua được Alexander Arnold hay không? Tuyệt vời thật sự luôn. Hết nước chấm anh em ạ. Những pha xử lý trước đó hết nước chấm, nhưng mà cú dứt điểm cuối cùng kiểu như là chọn một cái góc hơi hẹp và thủ thành đã có thể đẩy bóng rồi. Đấy rồi, lại là Jubot Line. Anh bạn lại tắt bóng bằng Alexander Arnold. Tuyệt vời thật sự, con hàng xử lý quá mực mà và kiểu rất là bình tĩnh, tự tin để có thể ghi bàn từ mọi đường tấn công luôn anh em. Ấn tượng thật sự với cái cách ăn mừng này nữa. Anh em có thể xem lại cái pha xử lý bóng này. Alexander Arnold đã chùi bóng từ xa và kiểu như một mình dẫn bóng vào vòng cấm và dứt điểm luôn, không có thể nào cản phá được luôn. Sức mạnh con hàng tuyệt vời quá anh em ạ. Con hàng ở mốc over 86 và đang ở vị trí LM, một vị trí có sự cạnh tranh của con hàng Buka Yusaka. Nhưng với cá nhân của mình, tới cái lúc này á, trong cái trận đấu thứ hai này thì mình cảm nhận con hàng Jubot Line này có một cái sức mạnh thể lực khỏe hơn và chơi toàn diện hơn con hàng Buka Yusaka khá là nhiều rồi nè. Đã có một pha mở tỷ số từ rất là sớm rồi, đâu đó ngay phút thứ 10 thôi, một pha độc diện của con hàng Jubot Line. Đây rồi, tiếp tục bóng lại đến chân con hàng và đập nhả cùng Rina. Kiểu như không biết anh em có cảm nhận giống mình hay không, cái mùa này kiểu như chuyền chọt thì khá là thích mắt luôn á. Đó, kiểu phối hợp chuyền chọt thì rất là đơn giản. Mình chỉ cần đợi những con cầu thủ có cái over cao hơn một chút và cái những bộ chỉ số cao hơn một chút thì cái khả năng đá head to head thì sẽ được cộng hơn và cuốn hơn rất là nhiều luôn á. Khả năng chuyền chọt thì mình thấy rất là tuyệt vời trong cái mùa này, cái cảm giác rất rất là thực tế luôn. Đây rồi, Luka Modric đã có thể rút quân bình tỷ số 1-1 rồi. Khá là tuyệt vời cho con hàng này. Khá là đẹp phải không anh em? Pha phối hợp này thì thật sự rất là nhuyễn luôn. Cửa lòng của Luka Modric khá là đẳng cấp luôn anh em. Anh bạn cũng đã thả một nút like rồi. Tuyệt vời, một pha làm bàn mang đậm thương hiệu của Luka Modric. Rất là nhanh và xử lý rất là gọn gàng. Pha mở bóng của cho Robertson. Tuyệt vời. Những pha mở bóng dài như thế này thì mình cảm giác cái độ chính xác nó cũng tương đối cao anh em. Khá là chính xác, chỉ cần anh em thực hiện đúng nha, kiểu như phải chạm vào đúng cái con hàng đó thì cái pha chuyền bóng nó mới được kiểu như toàn diện một chút. Đây rồi, Bellingham với một cú dứt điểm cực mạnh. Anh bạn lại đang hình như đang muốn câu góc thì phải. Rồi đây rồi, chính xác là một pha phạt góc rồi. Wow, anh bạn đang sử dụng lại cái chiêu thức vừa rồi của mình trong cái pha ghi bàn của Jubot Line. Nghĩa là sẽ không tạt vào trong cho những con ST phía trong mà chỉ là sử dụng một pha xử lý gây bất ngờ cho đối thủ. Đây rồi, Rina khá là trống trải. Tuyệt vời, Isaac không thể nào khác được. Chắc chắn sẽ là một bàn thắng thôi. Một điều ăn mừng của Isaac khá đơn giản phải không anh em? Kiểu như điều ăn mừng của Isaac khá đơn giản mà nhìn kiểu rất là chất lượng luôn. Anh em có đánh giá như thế nào về bộ áo đấu của AB Leipzig, cái bộ áo đấu sang khách? Theo mình đánh giá thì cái bộ đấu này phải 8 trên 10 điểm nữa. Một bộ đấu nhìn nó tối màu nhưng mà khá là ấn tượng và bắt mắt. Ok, hiệp đấu đầu tiên cũng đã kết thúc với tỷ số là 2-1. Anh bạn chơi một cách cũng khá là friendly và anh bạn đã thay đổi rồi. Con hàng Harry Kane đã ra sân và thay bằng Timo Werner. Januzaj nữa. Ui, có con hàng Januzaj nữa anh em ạ. Đây rồi, con Januzaj này thì khá là lâu rồi mình mới có thấy người chơi sử dụng lại.
Nếu anh em mà fan của Manchester United thì chắc chắn sẽ biết con hàng Januzaj này, một con hàng từng là gà son của Manchester United một thời điểm đó, nhưng mà hiện tại thì đang trôi dạt khá là xa rồi. Hình như đang trôi dạt đâu, tặng giải Tây Ban Nha thì phải. Không biết thông tin con hàng đó giờ đang chơi cho câu lạc bộ nào nữa. Anh em biết nhiều thông tin về Januzaj thì có thể chia sẻ cùng mình và mọi người vào phần bình luận bên dưới nha. Anh bạn vẫn đang cố gắng để kiếm bàn thắng thứ hai có thể quân bình tỷ số của sút xa của Luka Modric. Khá là chuẩn anh em, kiểu như cảm giác cú sút đó khá là chất lượng nhưng mà không được bàn thắng thôi, nhưng mà cảm giác cú sút rất rất là tuyệt vời luôn của Luka Modric, vì mình cảm nhận được cái độ sút rất là thẳng luôn. Đã hết rồi, bóng lại đến trên con hàng Grena. Tuyệt vời thật sự, với những pha xoay sở mà kiểu như đối thủ không tài nào bắt được luôn. Những con hàng đầu mùa như thế này có cái over 8x thôi, nhưng mà với những pha xử lý kiểu như xử lý cũng không thật sự mượt. Anh em có thể thấy kiểu như khi xoay thì cái bóng nó văng ra khá là xa, nhưng mà cái độ dribbling và ball control của con hàng thì có thể khống chế được một chút và vẫn có thể mang về được bàn thắng. Tỷ số đang là 3-1 rồi, chiến thắng một trận đấu đang rất rất là tưng bừng, thế trận đang diễn ra rất là tuyệt vời. Dù bộ loài tiếp tục là con hàng cầm bóng xem nào, dù cái energy là thể lực đã rất là yếu rồi nhưng mà con hàng vẫn có thể căng ngang vào kiến tạo, tiếp tục cho con hàng Grena lập công anh em ạ. Tỷ số là tiếp tục được nâng lên là 4-1 rồi. Trận đấu hoàn hảo, một trận đấu trên mức hoàn hảo của mình rồi. Uầy, Grena kiểu mình đặt vào vị trí ST thì cũng khá là hợp lý phải không anh em? Hình như đã là 2-3 bàn thắng gì cho con hàng này rồi thì phải. Và tỷ số vẫn đang là 4-1 và đang ở phút thứ 75, còn khá là nhiều thời gian cho cả đôi bên. Anh bạn vẫn có con hàng Grena trong đội hình, nhưng mà chắc là anh bạn lại xếp đúng vị trí nó vào vị trí LW rồi. Isaac tiếp tục lại là Isaac. Đây rồi, Goretzka khá là thoáng luôn. Suffect shot. Ôi, pha này thì kiểu mình cũng không có mặn mà ghi thêm bàn thắng làm gì nữa, vì bóng đang trong chân con hàng Goretzka, không phải là một con hàng nhân vật chính trong cái video review. Mình kiểu như cũng đợi một chút cho con hàng Subotla có thể dâng lên nhưng mà không thấy. Và sau đó thì mình ra một hành động là phát shot và đã bị GK cản phá. Kiểu như phát shot trong vòng cấm thì cũng khá là nguy hiểm đấy, vì những pha phát shot thường rất là dài và kiểu rất là dễ bị phá bóng bởi GK luôn. Đấy rồi, chủ bộ lại với một pha phối hợp tiếp theo với con hàng của Reka. Đây rồi, lại là Grena. Tỷ số đã là 5-1 rồi anh em ạ. Khủng khiếp thật sự. Một trận đấu tưng bừng và có một cái tỷ số quá ngoài mong đợi. Vị trí của con hàng Grena là một khám phá bất ngờ nhất anh em ạ. Khi mình sắp nó ở vị trí ST, kiểu như nó được bộc lộ thêm cái khả năng chơi quá đỉnh cao luôn của con hàng. Sức tấn công quá tuyệt vời, luôn luôn có mặt trong vòng cấm, luôn luôn có mặt trong những pha phản công. Oài. Và kết quả mang về là tỷ số 5-1 với một cú hat-trick của con hàng Grena, và bằng bởi tỷ số khá là sớm của con hàng Subotlai ở phút thứ 8 với một pha trình diễn kỹ năng đi bóng và dứt điểm thượng thừa của mình luôn. Phải nói là con hàng này nếu để so sánh với con hàng Bukayo Saka vị trí LM mà mình vừa làm bài review á, thì con hàng này hơn hẳn rất là nhiều anh em ạ. Đó là cái cảm nhận của mình nha. Ok, bây giờ mình sẽ xếp lại cái đội hình của mình cho cái chế độ vé tắc một trận đấu vé tắc nữa. Sau đó, sau cái trận đấu thì mình sẽ đưa ra cái thang điểm mình chấm cho con hàng này và vài cảm nhận của mình nha. Và anh em có những cảm nhận và những cái góp ý như thế nào á, thì cũng chia sẻ cùng mình vào phần bình luận nha. Ok, với cái chế độ vé tắc mình sẽ chơi với sơ đồ là 4-3-3 Arctic này, với cái móc over là 96 và cái chem đã là 60 rồi, khá là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ trở lại với cái chế độ vé tắc này, phải sẽ cùng mọi người trải nghiệm một trận đá vé tắc cùng con hàng Superline này, để xem con hàng đã đặt ở cái vị trí CAM như thế này á thì có thể tỏa sáng được hay không, và có xuất hiện nhiều trong những cái red gen hoặc là basic gen hoặc là good gen hay không nha. Ok, trận đấu được gặp với một đối thủ đang mang cái logo là Brentford. Brentford là một câu lạc bộ cũng khá là đáng xem ở ngoại hạng Anh mùa này anh em ạ. Bày ông khá là tuyệt vời, một tăng binh nhưng mà có những cái trận đấu kiểu rất là ấn tượng. Ok, để xem đối thủ sẽ có cái over là bao nhiêu và có những cầu thủ gì nha. Mình với sơ đồ 4-3-3 Arctic này, đối thủ với sơ đồ là over 95 luôn, nhưng mà kiểu sơ đồ hình như là 5 hậu vệ thì phải. Khá là nhanh để có thể nhìn hết tất cả những con hàng anh ạ, rất khó để có thể quan sát được hết. Grena, và dứt điểm này thì GK đã có thể đẩy được rồi. Gareth Bale,
với những chế độ vét tắc thì với những cái rất gen như thế này thì anh em phải xử lý sao cho nhanh nhất có thể đó. Kiểu những pha như thế này thì kiểu phải chuyền bóng sệt, mùa này thì mình cảm nhận như là vét tắc thì phải là chuyền bóng sệt tốt nhất thì mình có nhiều cơ hội hơn anh em. Chùa bọt loi tuyệt vời, cú dứt điểm thì không thể cản phá được. Cái lực sút của con hàng khá ấn tượng anh em ạ, vì cái chân của nó là kiểu như là cái chân không thuận cũng là bốn vạch á, kiểu như vậy. Con hàng khá là tuyệt vời. Mùa trước thì anh em sẽ ít thấy cái kiểu như chân không thuận ba vạch, hai vạch, nhưng mà mùa này thì cái vấn đề đó đã được EA làm lại một cách rất là nghiêm túc luôn. Kiểu như con hàng cái chân không thuận không được tốt á thì sẽ bị ảnh hưởng khá là rõ rệt luôn á. Cái tỷ số đang là 6 điều rồi, còn 35 phút cuối trận. Isaac thì vẫn vậy, vẫn là một đầu tàu ghi bàn trong cái team của mình. Rồi nè, cái sơ đồ này thì kiểu như cảm giác như con hàng Jubola sẽ không được xuất hiện nhiều lắm anh em ạ. Chỉ xoay quanh con hàng Rina, Isaac và con hàng Gareth Bale thôi. Ba con hàng đó vì cái sơ đồ 4-3-3 attacking này. Robertson có một pha dàn khá cao. Rina lại là Rina thôi. Con hàng liên tục ghi bàn cùng với con hàng Isaac. Gareth Bale cũng xuất hiện khá là ít. Isaac, ui. Tỷ số đang là 11-9 rồi, chắc chắn là một chiến thắng rồi. Đây rồi, Jubola căng ngang. Lại là Isaac. Với những cú sút xa chéo góc như vậy thì mình cảm giác nó kiểu không thực tế. Anh em có cảm nhận như mình hay không? Kiểu sút thì auto sẽ vào, không bị ra ngoài nhiều. Ok, một trận đấu vét tắc cuối cùng trong cái bài review con hàng Jubilee cũng đã được một bàn thắng của con hàng thôi, không xuất hiện nhiều lắm trong cái chế độ vét tắc. Còn về phần đánh giá thì con hàng, mình đánh giá con hàng rất là toàn diện luôn anh em. Chân thuận thì 5 vạch là chân phải này, chân không thuận là 4 vạch là chân trái này. Khá là ấn tượng trong cái sức tấn công và cái sức làm bàn của mình trong cái chế độ vét tắc. Và đâu đó còn được cộng hưởng thêm cái skill ẩn là gồm 7 skill ẩn nữa, cả cái thể hình 1m86 nữa. Tất cả nói lên một con hàng rất là tuyệt vời. Mình chấm điểm con hàng 10/10 nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video đến đây cùng mình. Nhớ đăng ký kênh, nhớ like và share và chờ những cái video tiếp theo trên kênh nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.